Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng 6 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Nhà này thì diện tích bề ngang là 4 x 20 thì 80 m², sử dụng một trệt một lầu là 136 m², pháp lý là sổ hồng thổ cư, giấy phép xây dựng chính. Nhà này thiết kế thì một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng khách gian bếp, 4 phòng ngủ. Thì đây là con đường phía trước nhà, lộ giới trước nhà là 4 m, xe ô tô dịch tới vị trí nhà. Thì nhà thiết kế xe ô tô đậu trong nhà luôn được nha. Thì phía trước sân khoảng 4 m, từ mí nhà ra ngoài tới cổng gào khoảng 4 m, xe ô tô đậu thoải mái luôn. Thì thiết kế nhà này phòng khách tới gian bếp và tới phòng ngủ, và ở phía sau nhà vệ sinh và sân sau phơi đồ. Thì trong phòng khách có tặng bộ ghế salon cho quý cô chú anh chị em mình. Nhà này quay về hướng đông nam nha. Đây là cầu thang đi lên một bên, thành ra nó thấy căn nhà nó cũng rất là rộng rãi. Dưới dạ cầu thang thì có thể cái kệ tủ trưng bày và có thể để tivi đó được ha. Thì thiết kế là cái không gian bếp gần ở phòng khách luôn nha. Hết phòng khách thì tới không gian bếp, thành ra nhìn thấy con căn nhà nó cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Trên trần thì treo đèn chùm ha. Chỗ phần không gian bếp đối diện thì dán gạch từ dưới lên trên. Còn phía trong này là một cái phòng ngủ cũng rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Gạch thì dán lên 1m2. Gạch nền thì màu trắng có vân, có đường viền, gạch viền thì màu đen ha. Còn ở trên thì nước sơn màu trắng và trên nóc trần thì màu cam. Cửa thì cửa gỗ. Nhà này thiết kế rất là rộng rãi luôn. Đây không gian sau thì một nhà vệ sinh ở phía sau này ha. Đó, nhà vệ sinh thì dán gạch lên khoảng 1m2 rưỡi. Còn đây là sân sau. Sân sau này có thể mình phơi đồ để sàn nước đồ ở phía sau đầy đủ luôn. Ở phía sau mình thì có cái căn nhà nó quay mặt quanh đây, và có đường đi riêng của nhà sau riêng nha. Thành ra đã xây bức tường từ dưới lên trên. Đây phía sau thì khoảng rộng hơn 1 m một chút. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá của căn nhà này là 1 tỷ 890 triệu, 1 tỷ 890 triệu, thương lượng nhẹ nha. Đó, đây quay về hướng này, hướng đông ha. Rồi để mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Cầu thang thì bắt xéo lên, đi thẳng lên luôn, không có uốn lượn gì hết ha. Đó, lên đây thì không gian rất là rộng rãi, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Và hành lang phía trước. Thì nếu quý cô chú anh chị em mình có thờ cúng nhà ít, gia đình mình ít ngự thì để cái phòng trước này làm thờ cúng cũng được. Hay là nếu mà gia đình không có thờ cúng thì đây làm phòng ngủ cũng được, hay làm phòng khách gì trên lầu cũng được ha. Thì phía trước này có ban công ở phía trước luôn. Ban công ở phía trước này ha. Đó, mở cửa ra cho quý cô chú anh chị em mình coi luôn. Thì đó, trên trần thì màu xanh. Thì cũng mỗi phòng có mỗi không gian màu khác nhau. Đây là hành lang ở phía trước của căn nhà. Để mở cửa ra hành lang cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn ha. Đó, hành lang phía trước của căn nhà khoảng 1 m². Đây là phía trước ở trên trần. Trên trần thì ốp nhôm giả gỗ ha. Đây là cái sân này có thể đậu ô tô thoải mái luôn. Đường đi thì ô tô về tới tới nhà, vô nhà đậu được luôn nha. Thì để đi vòng ra phía sau của hai căn phòng phía sau cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Thì cái này là nói chung nhà trống chỉ có tặng bộ ghế salon ở phía trước thôi. Còn máy lạnh đồ chưa có, thì
đã đi đường ống đồ sẵn thôi, chứ đi đường ống lạnh với đường điện đồ sẵn chứ chưa có gắn máy lạnh ha. Đây là phòng ngủ thứ hai của tầng trên nè. Còn phòng cuối thì nó cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Phòng này thì phòng giữa thì nó diện tích bề ngang 3, chiều dài nó khoảng 4. Còn chiều cái phòng cuối thì bề ngang 4, chiều qua cũng 4 luôn. Rất là rộng ha. Cửa phòng này đa số là cửa gỗ hết. Ở phòng ngủ ở trên lầu phía sau có mở cửa sổ an gian ra phía sau được nha. Tại ở sau là cái đường đi của nhà phía sau, nhà cái đường đi riêng biệt của nhà người ta. Mình không có mở cửa được, nó không có công cộng. Đây thì không gian nhà này mới 100% thì bán kính trong vòng 1 km là đầy đủ tiện ích hết. Thì ra bệnh viện số 10 thì khoảng 900 m, ra tới đại học Võ Trường Toản thì tầm khoảng chừng 1.5 km. Còn nếu mà đi vô chợ Cái Chanh thì khoảng 1 km nha. Nó giáp với Hậu Giang luôn. Nhà này giáp ganh với Hậu Giang, nhưng mà sau này cái khu Hậu Giang gần đây thì nghe nói quy hoạch nhà nước sẽ lấy lại về Cần Thơ, đổi về Cần Thơ chứ không phải là quy hoạch nha. Đó. Cũng như một hồi chạy ra cái lộ 925 thì một bên là của Hậu Giang, một bên của Cần Thơ. Đây là phía trước nhà ha, thì hôm nay có dẫn khách đi thì cũng quay lại căn nhà cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây là cái chỗ nóc nhà tắm, là cái giếng trời đi lên nóc nhà để làm nước nôi đồ đầy đủ ha. Trong phần nhà thì thế, rồi để xuống dưới sẽ chạy cái đường ra phía ngoài cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn ha. Thì cái chỗ cầu thang này thì có làm cái giếng trời lấy sáng ngoài vô được ha, gắn kiến ha. Thì để xuống đóng cửa lại sẽ chạy ra đường và chạy ra hướng về cái răng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái đường đi luôn. Sân này rất rộng rãi, đậu xe du lịch trong nhà thoải mái luôn ha. Thì nhà này vô đây thì nó cũng cùng cái hẻm nha. Cái này thì cái khu cũng như là khu dân cư. Đó, lộ thì 4 m. Có đèn đường đầy đủ luôn, đèn đường thì năng lượng mặt trời. Nhà thì có một bên à. Từ vị trí nhà sẽ chạy ra dài ra cái ra ngoài quốc lộ 1, ra bệnh viện, hướng bệnh viện số 10 và đại học Võ Trường Toản cho quý cô chú anh chị em mình xem cái đường đi luôn ha. Đường thì rất là rộng rãi thoải mái, xe ô tô thì chạy vô đây cũng thoải mái luôn. Khúc này thì chán bê tông rồi, nhưng mà khúc ở từ mí rẽ vô thì ra ngoài thì chưa chán nha. Đường cũng là 4 m nhưng mà chưa có chán bê tông. Thì đây, đây ra rẽ trái thì ra chợ, ra đường 925. Còn rẽ phải thì đi ra đường ngoài vô ngọn dài dài qua đường kia được nha. Đi về cái răng cũng được luôn. Mà đường nó chưa tráng bê tông ha, nó cũng đá bụi. Đoạn đường này là khúc đá bụi. Thì từ vị trí nhà mà ra tới đường 925 này thì nó tầm khoảng chừng hơn 100 m chút à. Cả 200 m trở lại. Thì nhà cửa thì cũng rất là nhiều. Một bên là nhà, một bên là sông nha. Con đường này thì cặp theo cái con kinh gạch. Đó, thì ra đây tí xíu nữa là sẽ thấy được cái đường 925, quốc lộ 1 về ngã 6 Châu Thành Hậu Giang ha. Thì ra tới đầu đường này quẹo trái thì nó sẽ là đi vô chợ Cái Chanh, thì vài trăm mét nữa là tới chợ Cái Chanh. Còn quẹo phải là đi ra quốc lộ 1. Đây, ra tới đây quẹo trái là vô chợ Cái Chanh. Chợ Cái Chanh thì cũng gần đây, xe bự chạy thoải mái luôn ha. Thì từ nhà ra tới đường này khoảng chừng 200 m là tới đường này. Ra đây thì xe qua lại rất là đông luôn. Nhà trong đó thì ở rất là yên tĩnh ha. Thì quẹo phải ra thì ra chỗ ngay chợ số 10. Bệnh viện số 10 đồ đầy đủ ha. Gần trạm thu phí quốc lộ 1. Của từ hướng Cần Thơ mà đi về Phụng Hiệp ha, Cà Mau vậy ha, là cái hướng đi về vậy đó.
gần chảnh Phú Quý đó, thì về tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì tầm khoảng 6 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ à. Đường thì hai bên đường thì cũng rất là đông vui. Thì quý cô chú anh chị em quan tâm đến căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán thì diện tích của căn nhà là 1.400, chiều dài là 20, diện tích nền là 420, 80 mét vuông, sử dụng một trệt một lầu là 136 mét vuông, pháp lý thì sổ hồng thổ cư, có giấy phép xây dựng chính, hướng đông, giá dao động là 1 tỷ 890 triệu sở hữu ngay, giá dao động 1 tỷ 890 triệu sở hữu ngay, giá thương lượng nhẹ nha, chủ bớt một ít à, chứ không có bớt bớt nhiều, bớt tiền giấy tờ. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi. Căn nhà thì tọa lạc ở phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, giáp với Châu Thành, Hậu Giang, gần chợ Cái Chanh đồ luôn ha, gần chợ số 10 đồ luôn, nó nằm giữa hai chợ ha. Thì đây là quốc lộ 1, thì quốc lộ 1 này là chạy hướng về Cần Thơ, thì thấy cái trạm thu phí ở trước ha, thì sẽ chạy cố gắng chạy tới trạm thu phí ở trước thì sẽ kết thúc video. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem, rất mong quý cô chú anh chị em mình xem, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem những vị trí nhà hoặc những vị trí nền, giá cả tham khảo từng khu vực. Xin cảm ơn rất nhiều.